Nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 này, các bến xe ga tàu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo không tăng giá vé, đồng thời tăng chuyến để đảm bảo vận chuyển hết hành khách. Để đảm bảo vận chuyển thông suốt, các đơn vị vận tải đã lên phương án điều chuyển các xe chạy đường dài sang chạy tuyến ngắn nơi có lượng khách đi lại đông nhằm giải tỏa hành khách. Theo đại diện của bến xe miền Tây, dịp lễ 2 tháng 9 năm nay, lượng khách đi lại qua bến này có thể đạt 42.000 khách một ngày. Do vậy, bến sẽ tăng cường 15 xe buýt mỗi ngày để giải tỏa khách và giá vé không tăng so với ngày thường. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cũng cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9, đơn vị tổ chức chạy thêm các đôi tàu tuyến Sài Gòn Phan Thiết, Sài Gòn Nha Trang, Sài Gòn Quy Nhơn và ngược lại. Việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp không chỉ nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác mà còn góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho người nông dân. Đồng thời còn giải quyết cũng như tạo việc làm cho lao động tại địa phương.